Đây. À. À, nói cái này là giống như con dế mái, con dế mái gì đó. I come from Việt Nam, I come from Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. à, dạ Ồ, Việt, Việt Nam. dạ Việt Nam, dạ. Hello, chào anh chị và các bạn. Thấy trước khách sạn có cái chỗ bán thức ăn lề đường, nên quay gửi cho anh chị nha. Có cái gì không? Cái này là cái sâu gì vậy em? Thịt đúng không? Thịt dế nè. Trứng. Rồi đây là con nhộng nè, đây là con dế, bịch dế nè, lát mua cho anh bịch dế này ăn thử à. Nguyên bịch luôn hả? Chứ bịch rau bán bịch mà ở đây là thường thường là cái đục cách rê rồi ruột phèo gì đó, thường thường là cái kia gỏi phải không em, gỏi đu đủ. Đó, để coi chị giả nha. Coi chị giả coi gồm có những cái thành phần gì. Nguyên bịch luôn hả anh? Ăn ngon mà. Dữ lắm à. Anh ăn hết không? Để tối ăn không sao đâu, mua thử. One. Twenty, hai, hai mươi. Mua một bịch giấy ăn thử coi. Đó thì ở đây thì có rất là nhiều các món ăn chơi và bắt đầu chị giả nè. Không biết là cắt ra cái gì đó giả. Ớt chili rồi, bỏ đậu phộng giả coi. Mấy cái này nó có bán mấy cái dĩa giấy không? Có chứ. Cho một tí nước dục, cho một tí hình như nước một tí hình như nước mắm gì phải, nói chung cũng không rành. Chanh. Thế là họ giả thành một cái hỗn hợp rồi xong cho đu đủ vào, thế là trộn thôi. I come from Việt Nam. I come from Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Dạ Ồ, Việt. Việt Nam. Dạ Việt Nam. Dạ. Việt Nam. Cà chua. Đó. Thì cắt cà chua. Rồi. Thì giả đều ra cái hỗn hợp đó. Hôm nào về lấy cái chày thử giả coi, em bữa nào á bắt chước về lấy chày giả coi ra cái gì. Cái đó tôm khô, chị mới cho một cái tí tôm khô. Đây là đối với những cái xe lề đường như vậy đó, ảnh xách cái đu đủ. Okay. Cho gì vậy em? Đúng. Bún. Cho bún vào. Rồi trở thành một cái hỗn hợp luôn. Ba khía đúng không? Ba khía, cái con ba khía. Gỏi đu đủ ba khía. Món Thái gọi là ba ba già.
Babaya. Ikho Babaya. Dạ, Babaya. À, cái món này là món Babaya. Babaya. One fry. Đấy là trộn xong rồi các anh chị và các bạn. À, đậu phộng, tỏi, nói chung là cho rất là nhiều hỗn hợp để đưa trộn đu đủ. Thử đậu phộng vào. Hãy cho vô bịch. Thường thường những cái món ăn đường phố này nó rất là nhiều đối với ở Thái Lan anh chị. Nhìn những cái món như là nướng rồi giả như thế này đi ven đường thì mình đều thấy hết. Và cái món cái đu đủ ba khía gọi là Babaya. Babaya. Đó, hai vợ chồng ngồi trên một chiếc xe gắn máy, chiếc xe quay. Rồi nó gắn liền với lại chung với lại chiếc xe lớn như thế này. Thế là chạy thôi, có dù. Cái này là xe ba bánh đó anh chị. Hai bánh của xe cúp. Yeah. Hay bà xã mình. À, siêu ngon. Hai bánh của xe cúp và một cái bánh là của cái xe đẩy như thế này. À. À, trứng nướng, cực, ruột. Rồi, cảm ơn, thank you. 140 bạc. À, 140 bạc là bao nhiêu tiền Việt ta? Khoảng 100 ngàn. À, 100 ngàn. À, 100 ngàn thì gồm có những cái món thì một lát mình sẽ mở ra mình trình bày với các anh chị và các bạn nha. Rồi, tạm tết nha anh chị các bạn ha. Rồi, mình sẽ review từng món nha. Về banh cái này ra coi, mở cái này ra coi. Phải dùng từ mở nó mới lịch sự. Ăn bằng tay luôn. Đây. Cái này là giống như con dế mái. Con dế mái gì đó. Ăn đi con, đâu thử được, đâu có gì đâu. Không, cứ nhai thôi mà con cảm thấy sạm sạm gì con nhả ra. Rồi, con cứ ăn cho biết. Đó là sao? Là sạm sạm là sao? Không thì nè, giống như ba nè nha. Bắt đầu ba bỏ vô miệng nha, coi nó ăn nó có mùi vị gì. Rồi. Thôi anh đâu có quay mặt đâu. Rồi. Béo không? Béo, ngon. Không có gì hết, con ăn con ghiền hết con. Rồi, ăn coi. Trời ơi. Đó, nhai kiển nhuyễn vô. Ngon quá. Thấy giờ ngon không? Ngon hả? Quan ơi, chuyện can con ra đây chị bóc rồi. Rồi. Rồi, con thứ hai. Thôi nè, nó thôi một con thử thôi. Rồi, con thứ hai, ngon không? Nhai nhuyễn vô. Rồi, một con nữa. Ngon con ha, đúng không? Ngon, đúng không? Béo béo bon ngon, rồi nó mặn mặn, tại người ta có niêm niếm rồi. Xuống á. Ừ. Để cho dì Dân ăn với. Rồi. Dế xong rồi. Ăn con nữa ngon quá. Đây là mề nè mấy bạn. Mề, anh chị. Một lon bia. Chan. Rồi đi mở ra cho ba, giúp ba. Rồi, cảm ơn con. Mời ba. Ừ, cảm ơn con. Gợi một tí gì thôi, để gợi anh chị biết cái món ăn đường phố của hai vợ chồng xe kéo ngay lề đường thôi, trước khách sạn. Để anh chị biết cái giả, cái gỏi đu đủ ba khía, nó là gọi tên gì em? Babaya. Babaya, Babaya. Một tí về cái con như con côn trùng, thức ăn côn trùng ở Thái Lan, đó là con dế. Ăn rất là ngon. Thấy thì nó hơi sợ sợ nhưng mà ăn rất là ngon. Cái này dế trống nè, dế đá đó. Rồi, bye bye anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong video clip lang thang tiếp theo của Sinh Đoàn.